ạ, con chào ông Bay ạ. Con rất cảm ơn ông bà đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm Fuji Luxury bên con để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình mình ạ. Ông ơi, ông cho con hỏi một chút ạ, ông chiếc ghế nhà mình cũng mua đâu chưa ông? Mua đầu năm ạ. Vâng ạ. Vâng, thì chiếc ghế này còn dễ sử dụng không? Sử dụng được. Vâng ạ. Sau từ khi ông bà mình sử dụng ghế thì các bạn nhân viên bên con có hay gọi điện và chăm sóc và tư vấn hướng dẫn cho ông bà mình không ạ? Cái mà không có thì tôi gọi. À vâng ạ. À, chắc là các bạn đến lấy số của anh nhà mình. Vâng, thì chắc các bạn gọi đấy cho anh. Vâng. Thì sau một lần trải nghiệm ghế như vậy thì ông cảm giác trong người thế nào không? Rồi, nói chung là không chỗ đau quá chỗ nào đó được. Vâng ạ. Vâng ạ. Cái con ghế dẫn trước là cứ tôi gọi nhưng cứ là đến ngay. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng. Đấy là cái dịch vụ bên con như vậy ạ. Thì ông có rất có hài lòng với dịch vụ bên con không ạ? Thôi thì đã hài lòng. Vâng ạ. Và là dịch vụ các đến bảo dưỡng gọi là vui vẻ. Vâng ạ. Gia đình yêu cầu gì nhà đã được rồi. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng, thì cái chất lượng như vậy và dịch vụ thế thì ông sẵn lòng muốn chia sẻ đến nhiều người để bên con mang cái sức khỏe cho mọi nhà được không ông? Vâng. Nhất trí rồi, có cái gì. Vâng ạ. Vâng ạ. Thì đây là chắc anh chị không ở cùng ông bà nên mua cho ông bà để thay anh chị để chăm sóc sức khỏe cho ông bà đấy ạ. Massage. Vâng. Thay người massage. Thay người massage. Và để anh chị đấy có thể yên tâm để làm việc tốt hơn ạ. Bây giờ tuổi già lúc nào đau lắm thì nó massage để nghe nó để bảo vệ sức khỏe. Vâng ạ. Thì ông bà khỏe lúc thì lúc này mà không dùng thì để lúc nó đau nặng dùng thì làm sao? Vâng ạ. Thì mình bây giờ mình phòng trước. Chứ bây giờ có bệnh mình mới chữa thì nó cũng hơi đấy là bảo vệ sức khỏe. Vâng, bây giờ là mình bảo vệ sức khỏe trước cho mình đã. Bảo vệ vâng xương khớp. Vâng ạ. Đau lưng đau cái gì đau cái này là vâng ạ. Và nó thế nó thoải mái. Vâng ạ. Cơ thể thoải mái lắm. Vâng ạ. Thì ông bà khỏe thì anh chị mới yên tâm để công tác và làm việc được ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, thì con cảm ơn ông nhé. Và con chúc sức khỏe ông và chúc ông bà càng ngày càng khỏe mạnh ạ. Rồi, xin gửi chúc công ty bên marketing là làm sao là bảo đảm khách hàng ưu đãi công tác gặp thì cần chăm sóc khách hàng. Vâng ạ. Còn khách hàng vâng ạ. Vâng ạ. Vâng, con cảm ơn ông ạ. Con rất cảm ơn những chia sẻ của ông vừa rồi ạ. Vâng ạ. Con chào ông ạ.